Xong Nhật xin chào cả nhà nhé. Em lên sóng phục vụ các bác con Nokia Panasonic VF65. Ở đây là một cái con máy bán rất là chạy ở cái tầm phân khúc giá rất là vừa tiền nhưng mà đầy đủ full tính năng, mẫu mã thiết kế đẹp. Cái con này thì hình thức các bạn nhìn trên clip này, còn khá là đẹp nhé. Máy móc cũng còn rất là đẹp. VF65 hình thức đẹp, phù hợp cho phòng khoảng 40m² trở lại. Công nghệ Eco khóa trẻ em đầy đủ. Eco Navi, các chức năng điều chỉnh tốc độ, rồi điều chỉnh cửa dâng, khóa cho em, ấn luôn test luôn các bác này. Giữ 3 giây là nó khóa, đấy, yeah, 3 giây thì tắt. Con này tích hợp thêm cả cảm biến ánh sáng, buổi tối thì tự động tắt đèn. Đấy. Báo phần trăm độ ẩm. Công nghệ nano diệt khuẩn của Pana, mã VF65. Chiếc này thì đi theo một chiếc màng zin, máy này theo cái chiếc màng zin còn rất là đẹp này các bạn. Đây. Màng zin rất là đẹp nhé, giấy vẫn còn rất là mới này. Đấy. Rất là hiếm cái màng zin được đẹp như này đấy. Màng than hoạt tính thử mùi dày của Pana. Chung là một con lọc khí bù ẩm, khử mùi diệt khuẩn. Trong cái tầm giá không có gì để chê cả. Thời điểm trước thì con dạng này có giá là 3,5 triệu, 3,6 triệu. Bây giờ còn 2,4 triệu các bác nhé, bảo hành 1 năm, đầu bên áp điện 220V rồi, cắm thẳng điện lưới Việt Nam luôn. Bình nước bù ẩm này. Màng tạo ẩm còn rất là đẹp. Con máy rất đáng để mua, các bác dùng phù hợp cho phòng khách, phòng ngủ đều ok. Những ngày khô thì các bác bù ẩm, hanh khô, bụi mịn. Máy F65 59W đấy, series máy đây. Đấy, đấy nhé. Mình là mua em gửi đúng con này luôn đấy, mã số 6. Test chức năng bụi mịn 2.5 PM. Hôm nay thời tiết đang mưa nên chất lượng không khí cũng khá là tốt này. Sau khi cho vào máy thì chất lượng không khí nó xuống rất là tốt đấy các bác nhé. Cái này thì đo rất là nhiều rồi, không cần phải quảng cáo nhiều nữa. Bụi mịn, nó rất là tốt. Giá 2,4 triệu, bảo hành 1 năm chưa phí vận chuyển. Bác nào lấy thì bác liên hệ nhé. Có bác sang mua đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra thanh toán nốt. Chào các bác nhé.